Hello, xin chào mọi người. Chào mừng người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục với mình đồng hành trong cái hành trình học thiết kế và chỉnh sửa ảnh trên PI Excel lần này. Và hôm nay thì chúng ta sẽ lại học thêm vào một cái phần nữa ở trên đây. Đây thì mọi người nhìn đây nhá. Để mình sẽ trở lại cho mọi người xem. Đó chính là cái phần flyer ở trong cái PI Excel này. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng vào cái phần này tìm hiểu để xem là chúng ta sẽ thiết kế được những cái như hình ảnh như thế nào từ trong cái phần này. Và đây, chúng ta sẽ bắt đầu cùng tìm hiểu với mình ngày bài ngày hôm nay nhé. Đây, chúng ta sẽ vào đây này và chúng ta nhìn thấy là trong đây có rất nhiều những cái bố cục khác nhau. Đấy. Tiếp này. Đấy, bây giờ chúng ta nhìn về đó. Đây, ví dụ như những cái phần như này. Đây, mình xem cái phần hiển thị thêm này. Đó, ví dụ có những cái phần như này nhá. Để chúng ta sẽ xem này. Đây. Chúng ta xem tiếp đây. Đây ví dụ những cái hình ảnh như thế này nhá. Đó. Đây, ví dụ như này. Đó, có rất nhiều những cái mẫu này. Bên dưới này thì còn có thêm một số những cái phần nữa. Bây giờ chúng ta sẽ cùng mình thiết kế một cái hình ảnh nhé. Đầu tiên thì mình sẽ vào. Đầu tiên này. Chúng ta sẽ
Đây, ví dụ như này này nhé, mọi người nhìn thấy đó, rất là đẹp. Đấy, ví dụ như này, mà mình sẽ chọn thiết kế một cái hình ảnh cho chúng ta xem ở đây nhá. Đầu tiên này, mình sẽ thiết kế tiếp nha. Bây giờ mình sẽ thiết kế này, chúng ta sẽ xem. Đây là chúng ta sẽ tiếp tục này. Bây giờ mình sẽ thiết kế một cái hình này. Đây nhá, đầu tiên nhá. Thêm một cái thiết kế này. Ở đây thì chúng ta sẽ tìm một cái hình mà nó mình sẽ lấy cái tầm như này. Bây giờ mình sẽ thêm này. Đầu tiên là cái hình dạng. Bây giờ chuyển nó thành màu khác nhá, chuyển thành màu đen đi. Thêm này, mình sẽ thêm vào nhá. Đầu tiên là đây, mình sẽ để cái phần này. Đây sẽ xem nhá. Đầu tiên là
Đây chúng ta sẽ, biết là cái chữ này nó có lùi xuống hay không. À, có nha. Giờ chúng ta điều chỉnh này. Sẽ cho nó ở giữa. Mình cho nó ở giữa đi. Ok nha. Đó, sau đó cho đổi phông chữ. Đây, ví dụ như này. Đây mình sẽ chọn một cái phông. Đây, ví dụ như này. Đấy, ví dụ như những cái phông như này nhá. Đấy, mình sẽ lấy một cái phông ở trong đây, ví dụ như là phông này cũng được. Sau đó thì chúng ta sẽ chờ giãn dòng này.
Bây giờ chúng ta tiếp tục. Bây giờ mình tiếp đây. Đây mình sẽ cho màu đen luôn. Tiếp này. Tiếp này. Đó, bây giờ mình thêm này. Đây và chúng ta thêm một cái câu nữa. Thank you.
Nền này, mình thêm nền nhé. Đây, ví dụ như này, mình sẽ để nó như này nhá. Ok chưa? Bên dưới đây có một cái chữ tiếp. Văn bạn này. Đây, sẽ kéo xuống. Tiếp theo nha. Đó, mình sẽ để như này nhá, mọi người thấy không? Bây giờ chúng ta sẽ tiếp nè. Ở đây mình sẽ thêm ví dụ như là một cái dòng thành phần xem là có thành phần không nhá. Bây giờ mình sẽ ghi là đây bây giờ mình sẽ thêm cái phần này vào.
Bây giờ mình sẽ thêm nhá. Đây thêm cái này. Đó, mọi người thấy không? Mình sẽ thu nó vào một chút như này nhá. Sau đó kéo xuống và chúng ta sẽ xoay này. Ok. Đây mình sẽ thêm. Đấy, mình đã xem, mình đã lấy cái phần như này. Tuy nhiên thì có thể là mình sẽ lấy một cái viền nó nhỏ hơn đi. Ok nha, mình sẽ chỉnh. Có thể là mình sẽ đánh như này hoặc là mình thêm một phần nữa. Đây nhá, mình sẽ bây giờ mình sẽ thêm hình dạng nhá.
Ok này. Bây giờ mình sẽ thêm. Giờ chúng ta sẽ bây giờ mình sẽ thêm tiếp nhá. Bây giờ chúng ta thêm vào này. Đó, mọi người thấy không? Đấy. Một cái phần như thế này nhá. Bây giờ thì mình sẽ thử thiết kế thêm một cái mẫu tiếp theo nhá. Đây chúng ta sẽ đã thêm cái mẫu này. Bây giờ tiếp này. Thêm tiếp. Đây. Đây có phần đồ màu này. Đây bây giờ mình thêm tiếp theo này. Thank you.
Thử xem mẫu nào. Đây, ví dụ như này. Có thể thêm một số mẫu. Tiếp nhé. Sẽ thêm một cái hình vào đây. Tiếp này. Đây mình sẽ không gọi là hình này. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp thêm cái bộ cục nhé.
dụ như là cho thêm nhé.
Ok nha. Tiếp này. Bây giờ tiếp nhé. Sau đó tiếp theo bây giờ chúng ta thêm tiếp phần đây mình sẽ đọc là ví dụ là hai chữ rơi lại là cái mũi, cái tân này là không để, 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 không
Đây chúng ta sẽ co cái nền nhá. Bây giờ chọn nhá. Đây mình sẽ ghi theo một cái phần bên dưới nữa.
Là xong phần thiết kế của chúng ta ngày hôm nay nha. Đây là chúng ta đã thiết kế xong được hai cái phần hình ảnh layer như thế này. Và hôm nay thì mình đã thiết kế xong thì chúng ta có thể thiết kế những cái phần đây như kiểu là những cái kiểu là có thể gọi là như kiểu là banner hay là poster quảng cáo vậy á. Chúng ta cũng có thể thiết kế rất là đa dạng trên cái trang web này. Và sau đó thì biến nó thành một cái phần thiết kế riêng của chúng ta nha. Thì bài ngày hôm nay mình sẽ kết thúc video tại đây. Mong là mọi người sẽ ủng hộ mình và cho mình một chút ủng hộ bằng cách like, share và subscribe kênh YouTube của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.